Anh mong rằng em sẽ có một người yêu em cùng em đến hết cuộc đời. Một người mới luôn khiến em vui, chẳng phải như anh chỉ làm em khóc. Nước mắt cho em đã quá đủ rồi, nói xót xa em nhận lấy nhiều rồi. Xin lỗi anh không như những gì mà em mong. Một người như anh. Một người như anh. Đây là âm thanh của con mic P220 và Icon Pop Pro. Nhẽ ra là cái P220 này thì chúng ta sẽ phải kết hợp với lại những cái dòng sao cạc Focusrite Solo hoặc là 2E2. Nhưng mà hôm nay em sẽ thử cái âm thanh như mọi người thấy đấy. Đó là em đã kết hợp với lại AKG P120 và Icon Pop Pro. Âm thanh như thế nào thì anh chị có thể comment xuống dưới giúp em nhé. Anh chị nhớ follow kênh của Mickey Studio. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.